DJ Ron. Xin chào anh em, chào toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày mới thật là vui vẻ các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video và ủng hộ kênh của Hùng JBL rất là nhiều trong thời gian qua. Các bác thân mến, ngày hôm nay lại tiếp tục một chiếc Void 7000 SAE và combo được ghép với một đôi 512 JBL và một quả súp 718. Ngày hôm nay thì combo này thì sẽ theo anh trai Việt Nam, Việt Kiều và đi đến xứ sở Cộng hòa Séc. Vâng, rất cảm ơn anh đã rất là xa xôi và bay về thăm quê hương Việt Nam. Và trước khi quay trở lại Cộng hòa Séc, anh cũng đem theo một bộ karaoke được kênh của Hùng JBL cung cấp. Vâng, với giá thành rất là hợp lý và chất lượng cực kỳ hoàn hảo. Và anh đã chốt cho mình một bộ và đồng thời chốt cho anh bạn cùng một bộ nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì em sẽ demo cũng như là giới thiệu cùng anh em về cái dòng sản phẩm này ngày hôm nay. Hôm trước thì em đã làm nội thất cho các bác cùng xem con Void 7000 rồi, thì đánh với những dòng loa 512 này rất là tốt, hoặc là những cái dòng loa 30-40 cực kỳ phê luôn. Đấy, tiếng cực kỳ sạch. Em đánh ở trong phòng diện tích cũng rất là nhỏ nhưng mà cái tiếng ồn của nó rất khá là ít các bác. Nó không có độ ồn độ nhiễu. Và bây giờ thì tiếp tục để giao lưu với các bác cũng như là test cho anh trai sở hữu bộ này, và anh sẽ tự hát một bài nhạc phẩm khá là căng của anh Đàm Vĩnh Hưng. Và mời các bác cùng nghe. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi kênh. Và các bác mà thấy những sản phẩm mà tốt mà hay thì các bác like cho em cái và chia sẻ với mọi người để cùng biết đến kênh của JBL với số điện thoại là 0936019001 và địa chỉ cửa hàng tại khu dân cư Đại, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em ở ngoài miền Bắc, các bác ở miền Nam chú ý là thành phố Chí Linh và phường An Lạc là thành phố Chí Linh, là ở miền Bắc các bác nhé, không phải ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có phường An Lạc, nên các bác hay nhầm. Vâng, bây giờ thì xin các bác một phút để cho bác chủ thể hiện một khúc nhạc phẩm trước khi mà bác đưa một bộ karaoke này đi xứ sở thật là xa đến với Cộng hòa Séc. Trân trọng cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video. Mời các bác cùng thưởng thức một đoạn karaoke. Anh quan em mới đến nơi xa đi. Đấy, các bác thấy quê như Đàm Vĩnh Hưng không? Đấy, lớp che đặc mà hát giọng Đàm Vĩnh Hưng thì đúng kiểu rồi. Mày xin em cứ chiêm vắng bên anh thầm đàn. Từ lâu em tan thành tiếng đàn, gió khắp phế từng ngôi đám bụi mơ. Từ lâu em nghe là mây choáng, gió cuốn mây về nơi trốn tuyệt vời. Mười năm đây là một buổi karaoke để đi Cộng hòa Séc các bác nhá. Rất giản dị thôi, loa JBL, JBL và dòng đẩy SAE, một con ba cơ này, số các bác không nhiều. Và em nó được bay đi Cộng hòa Séc. Anh vẫn thơ ngây như lúc chia tay,
vẫn tươi xanh cùng màu lá xưa anh đai một thành lá trước khi nở hoa. Lối hẹn xưa nếu mà ra được bài này là cũng hơi căng đấy các bạn. Bài này là một bài rất là khó thể hiện. Nếu như bộ karaoke bình thường thì khó thể hiện bài này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.